cắt tút, có cái gì mà đòi lật đổ Đảng Cộng sản, chúng mày mà chỉ có hoang tưởng thôi. Cho nên là một cái thằng Sơn Tùng này, mày lên đây nhá, bây giờ mày đòi, mày kích động những người dân theo chúng mày, mà cái văn hóa của chúng mày như thế, cái trí thức của chúng mày như thế, thì chúng mày nói ai nghe, đúng không? Trước mắt là những người dân ở trong nước ít nhất phải là 70-80% nghe theo lời chúng mày, thì may ra cái chế độ này do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo thì chúng mày mới mới có cơ chúng mày ấy được. Còn kia chúng mày văn hóa không có, tri thức không có, tiền bạc không có, không có một cái gì hết. Thấy chưa? Trên răng dưới cắt tút, mà coi như là lòng dân thì hiện nay đang ủng hộ cái chế độ do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Thì chúng mày lật làm sao được? Chỉ có mấy cái thằng á, gọi là nghiện hút ở đây này, mấy cái thằng mà muốn nằm ngửa ăn sẵn á, thì chúng nó nghe mày, bọn mày thôi. Cho nên chúng mày cứ mơ đi, không bao giờ và mãi mãi không bao giờ. Chúng mày coi như là cái với cái tư cách của chúng mày thì không bao giờ cái Đảng Cộng sản Việt Nam coi như là chúng mày lật đổ được nhá. Nó nói cho mấy cái thằng con chó biết là như thế đấy. Cho nên mày coi như là cứ lên đây đối người phụ nữ đẹp như thế mà chúng mày văng đủ các loại phụ tùng ra thì chúng mày nói làm sao mà dân được nghe. Thấy chưa? Chúng mày coi như là phải, coi như là phải dùng văn hóa, phải dùng tri thức. Thấy chưa? Đấy, sau đó chúng mày nói những người dân bình thường người ta nghe thì lúc đôi đấy chúng mày mới có cơ. Còn đây toàn cái bọn mày, mày thử xem cái bọn dâm chủ quậy trong nước là những thành thành phần như nào, xem cái lý lịch của chúng nó ra sao, đúng không? Thì toàn những cái thằng coi như là mẹ hút xích nghiện ngập, rồi là những cái thằng coi như là lười làm mà thích ăn, đúng không? Thích người ta nằm ngửa ra người ta đổ vào mồm thì mới mới may ra nghe chúng mày. Chúng mày coi như thí cho chúng nó mỗi mỗi tháng coi như là một vài trăm đô rồi chúng nó nghe theo lời chúng mày thôi, nhưng mà tiền chúng mày cũng không có. Cái loại mà ăn welfare với lại lại đi rửa chân cũng không được, vẽ móng nữa, vẽ móng thì có khi là còn cao, đi rửa chân mà đòi coi như là về lật đổ Đảng Cộng sản thì tôi tao lạy xuống mày. Bởi anh nói à, bởi nó nói là ra miền thì nói yêu thương dân ha, đòi đòi quyền lợi cho dân dân, mà tụi này bỏ miền á là xúi dân á thì đi chết một lần. Thì cứ nghĩ đi, mày yêu dân chỗ nào, mày nói là mày nói chấp nhận dân chết một lần để lật đổ cộng sản rồi xây dựng lại đất nước, mày tưởng là một cái miền, một đất nước của Việt Mẹ Nam mẹ chúng nó bây bao giờ nhiêu triệu dân dân chết, dân chết thì còn ai đứng lên xây dựng đất nước. Thấy đó. chưa? Cái anh nói em với tất cả mọi người, cái mục đích của chúng nó chẳng qua là kích động lòng dân để mà ví dụ lòng dân người ta lật đổ Đảng Cộng sản để chúng nó về chúng nó làm tí. Những cái loại coi như là cái loại ngu si đần độn dốt nát thì làm sao mà lãnh đạo được nhân dân Việt Nam, đúng không? Chúng nó cứ bảo là thành lập đa đảng nọ kia. Vừa nãy anh nghe ở một cái kênh, có một kênh của thằng nào nó nói là bây giờ có thằng Tiger Nguyễn nó nói là bây giờ lật đổ Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ những người ưu tú nọ kia, từ ngày xưa giờ Việt Nam chưa có đa đảng. Chúng nó ngu si ở cái là năm 1945 đã có rất nhiều đảng rồi, Đảng Cộng sản, Đảng Dân chủ, Đảng Xã hội, Quốc dân Đảng, Đảng Dân Việt, hàng tỷ đảng năm 1945. Nhưng mà cuối cùng ai là những người lãnh đạo nhân dân Việt Nam đứng lên coi như lật đổ, coi như là phát sinh Nhật, sau đó đánh đổ bọn Pháp, mà sau đó bọn Mỹ, bọn Pol Pot và bọn Trung Quốc nữa, ai? Đảng Cộng sản chứ ai, đúng không? Đấy, mà chúng nó có hiểu không, đến năm 1988 ở Việt Nam vẫn còn ba đảng nữa, đó là Đảng Cộng sản, Đảng Xã hội, Đảng Dân chủ, đúng không? Thì hai đảng Xã hội, Đảng Dân chủ người ta bảo đến thời điểm này hai đảng đó đã hết nhiệm vụ của mình và người ta đã coi như là tự giải tán. Đấy, Đảng Xã hội, Đảng Dân chủ do ông Nghiêm Xuân Nghiêm, ông Nguyễn Xiển, ông lãnh đạo đấy. Chứ không, Việt Nam có đa đảng không, đúng không? Chứ còn đa đảng như cái bọn mà ngụy Sài Gòn chúng mày ấy, nát như nồi cá meo, tham ô tham nhũng, chúng mày có làm được cái gì? Cái thời gian 20 năm chúng mày coi như là cai trị cái đất miền Nam, tham ô tham nhũng, kinh tế thì không có một gì hết, toàn bộ phụ thuộc vào Mỹ gần như 100%. Mỹ chạy được 2 năm là chúng mày coi như là chạy tụt quần hết ra, tướng quân tất cả các thứ. Đấy, Tổng thống Thiệu đấy, chúng mày ca ngợi đấy. Thấy chưa? Nếu mà tôi coi như là không làm tổng thống nữa thì quân đội có thêm một tay súng. Bố sư coi như là mới được có một coi như là mới mới từ chức tổng thống một hai ngày cái chạy biến qua ra khỏi đất nước Việt Nam qua Đài Loan
cho nên chúng mày không thể làm được một cái điều gì đâu. Cho nên tất cả hãy im mồm đi. Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay đã làm tốt công việc, rất tốt công việc của mình. Thứ nhất là thống nhất đất nước, non sông cùng một dải. Thứ hai là lãnh đạo nhân dân hiện nay làm kinh tế đất nước phát triển rất tốt, đúng không? Thì những người dân làm sao mà người ta phải ủng hộ cái chế độ này do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo chứ? Còn chúng mày đó, lên đây, chúng mày xuyên tạc, chó nó không ngửi được. Cái điều đơn giản nhất, ví dụ như là chủ tịch tịch nước Trần Đại Quang là người thật việc thật như vậy, mà coi như ông bị ốm một tuần, dậy có mặt mũi hơi bơ phờ tí, chúng mày đã bảo là coi như người Trung Quốc giả rồi. Những cái điều rất đơn giản chúng mày xuyên tạc được thì làm sao những lòng dân, người dân bình thường Việt Nam nghe theo lời chúng mày đấy, mà chúng mày kêu gọi là lật đổ, thay đổi chế độ, đúng không? Chỉ có mấy thằng nằm ngửa ăn sẵn thôi, nó nghe thôi. Thử xét lý lịch tất cả những thằng mà nó nghe lời chúng mày ở đây xem, chúng nó làm về cái mục đích gì, đúng không? Muốn làm điều gì phải soi xét. Chứ còn như cứ lên đây chống ào 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 ào, chúng mày làm như thế toàn thể nhân dân Việt Nam càng căm tức và thù hận chúng mày hơn thôi. Đấy, thì thế anh lên đây anh cảm thấy anh bức xúc quá, mấy thằng chó chết ở đây nó xuyên tạc, anh biết sao? Là nó chửi bới nọ kia mà cuộc đời của chúng này nè, nó chưa bao giờ giúp sức gì cho đất nước này, nó chưa bao giờ giúp sức cho đất nước này. Biết sao cái Đảng Cộng sản này, chúng tôi là bằng tôn trọng mà tôn thờ cái đảng này. Thì bây giờ mình cứ nói như này, Đảng Cộng sản mình chứ không cứ nói chúng nó là những cái đứa mà trước kia làm tay sai cho thực dân Pháp. Khi năm 1974 Pháp chạy vào trong miền Nam, chúng nó theo đuôi quan thầy Pháp vào trong miền Nam, và cuối cùng chúng nó lại tiếp tục coi như làm tay sai cho Mỹ nữa. Thì cái chế độ của chúng nó đã làm gì cho đất nước Việt Nam, đúng không? Hay là toàn bọn ăn tàn phá hại mà bây giờ đòi quay về coi như là đòi lật đổ cái chế độ này do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Bà con, những người dân bình thường Việt Nam phải biết những điều đó và suy xét những cái điều đó, đúng không? Thì bây giờ chúng mày làm những điều tốt đẹp của ở cho đất nước ngày xưa đi, ở cái đất miền Nam này đi, thì bao nhiêu những người dân miền Nam, tao chỉ cần nói miền Nam thôi, không đứng lên chống lại chúng mày, đúng không? Chúng mày làm những điều tốt đẹp, hết đời sống no ấm để tất cả mọi cái cho những người dân miền Nam, thì không có những địa đạo Củ Chi, không có Đồng Khởi, Bến Tre, không có những ở ấp bắc ở Tiền Giang, toàn dân ở Việt Nam ở cái người ta nổi dậy, người ta chống chúng mày, thì chúng mày coi như là ngon lành lắm à, đúng không? Ngọc Lan nè, để em trả lời Ngọc Lan. Ngọc Lan nè, mày nói là lịch sử phán xét hả? Tụi bay làm gì có lịch sử? Bọn nó chạy vào trong chúng bay lá cờ báo que của chúng bay không bao giờ có cái lịch sử, biết chưa? Lịch sử của chúng bay là bán nước, lịch sử của chúng bay là bán nước đã có rồi, không cần lịch sử ai phán xét. Cộng tại vì sản bay Việt cũng Nam có đủ tư cách đâu mà phán xét. Phá hại. Chúng mày về đây hiện nay xem đất nước Việt Nam như thế nào, đúng không? Cái đời sống của chúng tao là những người dân bình thường đây, không phải đảng viên Đảng Cộng sản, những người dân rất bình thường đây. Đấy, chúng mày nhìn thấy cuộc sống của riêng tao, nói của riêng tao và mày thôi, thì chúng mày đã thèm nhỏ dãi ra rồi. Tao nói chúng mày biết như thế, đừng có nó ngồi đấy mà nói phép. Tụi bay đúng nói tổng thống Trung gọi chủ gọi có bọn ba que là lũ xúc vật là đúng rồi. Không biết im mồm đi, yên tâm mà làm ăn. Nhớ thỉnh thoảng về thăm quê hương đất nước, nơi chôn rau cắt rốn của mình, nơi tổ tiên mình, mồ mả ông bà tổ tiên mình, để mình biết coi như là quê hương phát triển như thế nào, giàu mạnh như thế nào, giàu có như thế nào. Mẹ toàn ngồi ở bên đấy bắt đầu coi như vì cái lòng hận thù, bây giờ bị những người cộng sản đánh cho chạy tụt quần ra 43 năm này rồi mà vẫn cứ còn ngồi coi như là nói phép nói lát, rồi đòi lật nọ lật kia, rồi bắt đầu coi như là chống phá lại cuộc sống yên bình của những người dân bình thường như là bản thân tôi và Hà My. Tôi anh rất cảm ơn em, anh chào mọi người, thì anh cũng có việc bận chút xíu anh phải đi. Rồi rồi cảm ơn mọi người. Rồi.